các bạn quay lại với chương trình của Bếp Hoàng Hậu. Hôm nay Luân sẽ trổ tài với một món ăn, đó là xương heo và nấu với khoai tây. Bên trên cạnh đó thì sẽ có cả khoai lang. Hôm nay Luân sẽ lại sử dụng cô Hoàng Hậu này để Luân nấu chai Amway Home Desktop của công ty Amway. Với cái chai này chúng ta có thể ngâm rửa rau củ quả, rửa thịt, rửa các thực phẩm, chúng ta hoàn toàn có thể rửa được. Và để cho sạch hơn, bởi vì thịt chúng ta dùng thịt xương này nó vừa ở xương thịt, nhưng mà vẫn phải rửa qua bằng Amway Home Desktop. Chúng ta nhìn thấy xương rất là trắng sạch luôn, rất là sạch luôn. Vâng, nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay có khoảng 3 phút sau thì khi nào chiếc nồi chúng ta quay được như này thì chứng tỏ là bắt đầu đủ nhiệt hơi và bắt đầu nó đã tạo ra cái màng nước này. Các anh chị thấy cái màng nước này chính là cái màng để bắt đầu nó tạo ra vitamin lock, thì lúc đấy chúng ta sẽ cho nhỏ nữa này. Đó, chúng ta cho nhỏ nữa.